bữa tắm rửa đó bộ quá tới giờ là 4 ngày chưa thấy tiền luôn, đơn hàng 2 triệu mấy. Đây các bạn, đây là cái thau mì vịt tiềm các bạn. Nguyên cái đùi bự chà bá lửa các bạn. Đây các bạn, khách đang đứng xếp hàng mua luôn này. Những anh Shopee Food này, rồi khách bây giờ rất là đông các bạn. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Trưa hôm nay bây giờ là 11 giờ trưa. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Nguyễn Văn Lạc, bên phường 19, quận Bình Thạnh nha các bạn. Hôm nay đi qua đây để chia sẻ với quý vị một cái quán mì vịt tiềm này, sủi cảo này. Quán này có tên là quán Hữu Ký nhá. Một trong những cái quán rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Bán cũng được 70 năm các bạn ạ. Bán được 70 năm ở Sài Gòn nhá. Một trong những cái quán rất là lâu đời rồi. Hôm nay thì Kiên mới có dịp qua đây quay chia sẻ với quý vị quán này, và cũng như là thưởng thức mì vịt tiềm này, sủi cảo này. Rồi ở đây thì rất là nhiều món. Ăn đây anh. Bây giờ Kiên đang đứng có mặt ở ngay phía trước quán luôn các bạn này. Đó. Đây. Bên trong là cái bảng mì vịt tiềm này, có sủi cảo này các bạn. Địa chỉ là 84 đường Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh. Bây giờ mình đi cái giờ này là khách cũng bắt đầu đông các bạn. Đó, đây bên này có chị đang làm mì thì trong này. Đó. Giờ Kiên sẽ vào quay cận cảnh với quý vị xem cái công đoạn các chị làm chuẩn bị một cái tô mì nó như thế nào nhé. Đấy, vô đi chị. Bây giờ quán đang hơi đông khách nên là nhiều khi là bà chủ cũng đang hơi bận nha các bạn. Nên là nhiều khi các bạn thông cảm nhé. Rồi chúng ta sẽ vào trong nhá. Đây, ở đây mấy anh mua mang đi á. Đó, bên này nè. Cái này là sủi cảo đúng không chị? À, sủi cảo nó to hơn và nó có tôm với lại có nhân tôm, với nhân thịt, nhân cá, trong. Nấm các thứ luôn. Dạ. Này là mới làm xong này, nóng hổi luôn các bạn. 15 tô lúc mèo đó Duyên ơi. Cái phần này là bao nhiêu phần chị? 55 ngàn. 55 ngàn phần sủi cảo. Em làm cho cái lon cá bóng của em trai này phải không? Đã không rồi. Đó, cái hết là chị lại lấy đem lại đấy. Để bên kia để trụng cho nó nhanh. Đây các bạn, khách đang đứng xếp hàng mua luôn này. Những anh Shopee Food này, rồi khách bây giờ rất là đông các bạn. Đó. Rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ thì quán đang rất là đông khách. Đây là những cái đơn giao đi này các bạn, đơn giao đi này. Đó. Đây là cái xe này, xe mì Việt Tim. Cái này quán này là quán gốc hoa này các bạn. Nó có tên là Hữu Ký. Mì Việt Tim Hữu Ký nhá. Để chúng ta sẽ vào trong nhá. Đó. Vào đây thì các bạn ở đây sẽ thấy ở đây một cái tủ nhỏ nhỏ đồ ăn ở đây này, có tôm này, rồi có pha lấu này. Đó.
trong này thì các chị đang làm món ăn cho khách này các bạn. Đây, cái thấy là có sủi cảo, có sủi cảo đấy, rồi có thịt xa xíu đấy. Một cái tô như vậy cái thấy là chất lượng ha, hấp dẫn. Cái này có rau này, rồi có hành lá, rồi thịt thịt bằm đây. Đây trong này là cái nồi trụng mì các bạn, nồi nước lèo trụng mì này. Mình đi cái giờ này là giờ trưa đấy nên là khách rất là đông, rất là đông các bạn. Bên này là một chị trụng mì, bên này là một chị bỏ chia vào tô cho khách. Ở đây là những cái tô này là khách mang đi này các bạn. Ở đây thấy là có mì mì tươi, nói là cực kỳ ngon. Đây. Ok, để em xíu nha. Một triệu rưỡi phải không? Không. Trả tiền ship cho người ta thôi. Hết tâm tán hết rồi. Trả tiền ship thôi vậy mình trả hả? Đúng rồi. Ở đây có cái hũ như là nước nước sốt các bạn, nước sốt bên trong mình thấy là có tóc mỡ này. Khách rất là đông nên là mình cũng không có hỏi được nhiều. Quay chia sẻ các bạn là các bạn tham khảo thêm trước khi mà các bạn đến đây thưởng thức nhé. Đây này chị trụng mì liên tục luôn các bạn. Hôm nay thì khách mua mang về rất là nhiều này, nãy giờ mình thấy là cái số lượng bán mang về là nhiều lắm. Là mang về liên tục luôn các bạn. Trong này là cái không gian quán trong này, này có bàn ghế này các bạn ngồi ăn đàng hoàng nhé, bàn ghế quạt rất là thoáng mát sạch sẽ. Có hai hoành về nữa nha em, cho có hai cái hoành lẻ cho khách về, là cái chị mối mà mua mỗi ngày á, chị mối lại cho ba cái đó trước đi. Chị đang rất là bận các bạn ạ. Em chào chị. Chị bận quá không dám hỏi luôn. Quán mình làm bán được bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Hơn 70 năm rồi. Hơn 70 năm rồi. Ở đây mình có những món gì chị? Ở đây mình có đầy đủ hết luôn, mì xá xíu, mì thập cẩm, rồi mì vịt tôm, vịt tiềm, món chính là món mì vịt tiềm với lại mì sủi cảo. Dạ. Rồi mà mình có tôm với lại có xá xíu ha. Có tôm, có xá xíu, có hoành thánh. Hoành thánh nữa. Bao tử các thứ. Ở đây mình bán từ mấy giờ chị nhỉ? 6 giờ sáng là nó bắt đầu bán. 6 giờ sáng tới 23 giờ đúng không? Dạ, tới 12 giờ đêm. 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm nha các bạn. Ở đây một phần như vậy là bao nhiêu chị? Nếu mà giá rẻ nhất là 40 ngàn. Mắc nhất là 150. Giờ còn mì và tìm không chị? Dạ, giờ này là có bán rồi. Giờ này là có rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Có hai quần gì chưa? Ở đây là mình tính đi ở ngoài phải không?
Và thêm với là cái mì là nhà mình tự làm luôn chị. Đúng rồi, mì tươi ha. Đây bên này một khay mì nhà chị tự làm này các bạn ạ. Đó. Đây quá là hấp dẫn luôn các bạn này. Đó. Những cái sợi mì từng vắt ha. Chị cứ bỏ vô chị trụng liên tục luôn các bạn. Đây cái bảng này. Đặc biệt ở đây là sủi cảo và mì Việt Tiềm. Đấy, hai món đặc biệt nhất ở đây. Nhìn cái xe thôi cũng thấy là cổ các bạn ha. Cái xe này thì những cái quán gốc hoa ngày xưa. Cái xe này nhìn cũng là khoảng 50-60 năm cái xe này đấy. Bên này có cái menu này. Cái menu bên này, này các bạn. Đó. Đây là cái này là địa chỉ nhá. Đây các bạn có thể đặt hàng qua Shopee Food. Cái này có mì bò kho, rồi bánh mì bò kho, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu mì bò kho, sủi cảo, mì Việt Tiềm. Đó. Cái này là các cái món này rất là nhiều món luôn. Hôm nay là khách gọi là mang về phải nói là này, rất là nhiều đúng không ạ? Số lượng mang về nãy giờ kiên đến mà cái thấy là khoảng vài cả trăm suất mang về đấy. Đây có anh Shopee Food đang đi giao hàng. 4 người, 5 người, 6 người làm không kịp luôn. 6 người làm mà không kịp bán luôn các bạn. Mấy chị đang bận quá nên mình cũng không có tiện hỏi nhiều các bạn. Các bạn quay chia sẻ các bạn tham khảo thêm nhé. Trước khi mà các bạn đến đây thưởng thức. Rồi vào đây xem chị làm trực tiếp này. Đây là sủi cảo này. Đó. Sủi cảo tôm, sủi cảo thập cẩm. À cái này hoành thánh không chị? À cái này là hoành thánh. À cái này là hoành thánh nha các bạn. Hoành thánh nó khác sủi cảo đúng không chị? Sủi cảo là nó có nhân tôm, cá nha. Hoành thánh thì thôi. À, hoành thánh này là chỉ có nhân thịt thôi các bạn, còn sủi cảo là có nhân tôm cá này kia ha. Đó, đó là cái cách phân biệt sủi cảo với hoành thánh. Nhiều khi mình cũng nhầm các bạn ạ. Ủ heo bao về khách ơi. 15 tô hủ tiếu hoành thánh ba thứ của nào. Dạ dạ em. Dạ. Em xin anh. Cho cắt. Cái hủ ơi hết bao tử rồi chú ơi. Hết bao rồi anh, hết bao rồi. Được. Hết bao rồi. 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 Hủ sủi có kho không ta? Hủ to luôn. To luôn. Rồi em nghe luôn. Này sủi cảo. Sủi cảo cũng mua về nhiều lắm. Hết cá rồi ơi. Đây trong này là cái thau mì Việt Tiềm này các bạn này. Đó. Trên này là có sa tế với lại tương này, với cả tương ớt, tương đen. Mình chấm nhá. Có đồ chua với lại rau. Đây các bạn, đây là cái thau mì Việt Tiềm các bạn này. Nguyên cái đùi bự, chà bá lửa các bạn. Hấp dẫn quá. Đây chị đang cắt đây. Cái phần này là mới làm xong rồi chị. Dạ đúng rồi, bỏ xương để nuôi bao nó bị. Đây là mới vừa mới làm xong ra này các bạn. Chị đang cắt bỏ xương cho nó nhìn nó đẹp. Cái này là cái nồi nước lèo mình tìm. Ủa cái tô mà có nguyên cái góc tư này là bao nhiêu chị? 100 ngàn một phần. Cái góc tư này rất là bự các bạn. Đó. Mì Việt Tiềm là buổi chiều có không vậy? Sáng sớm
6 giờ rưỡi là em có rồi. À, buổi chiều vẫn có mì tiềm đúng không? Dạ. Buổi chiều có. Có luôn chứ, mình bán cả ngày mà. Bán cả ngày luôn đúng không? Buổi chiều là vẫn có mì tiềm. 6 giờ sáng là đã có mì tiềm rồi. Em sợ buổi chiều hết nha. Thì em lấy số lượng nhiều. Dạ. Hai hũ quanh có một hai số 2 á nha. Hai hũ quanh một khô. Ờ một khô. Số 2 nha. Mới kêu họ hết hộp rồi rồi lấy người nữa. Bên trong là khách ngồi kín hết rồi con. Rồi, vừa rồi thì Kinh đã quay gửi tới quý vị một số cái công đoạn mà quán chuẩn bị nhé. Bây giờ mình sẽ vào bên trong mình thưởng thức món ăn ở đây nhé các bạn. Bây giờ khách đang rất là đông nên là mình đứng ngoài này không có chỗ đứng đâu. Đó. Dạ vậy hỏi coi có bàn nào. Xếp hàng mua các bạn ạ. Đó là cảnh tượng chưa từng thấy luôn, quán rất là đông khách. Đây là những cái phần mang về này các bạn ạ. Mang về số bì phút mua này. Cái này là hoành thánh. Đẩy hết, nó đẩy lại đi 15 hộp. Đẩy 15 cái hộp nó lại là được rồi. Cái lon nào 15. Rồi, đây quý vị các bạn, Kiên gọi một cái tô mì vịt tiềm ở đấy nhé. Đấy, nguyên một cái đùi vịt chà bá lửa luôn này. Ở bên này thì mình có món đu đủ muối. Đấy. Ở đây thì có sa tế với lại là tương ớt chấm nhá. Bên này là có chanh ớt này. Ở đây có thể ăn với quẩy này. Đấy. Ở đây có nước xì dầu nữa. Đấy, rồi có tương ớt nữa. Ta sẽ ăn thêm để cho nó tăng cái độ cay lên, nếu mà ai thích ăn cay. Đây bây giờ khách đang rất là đông các bạn. Đang rất là đông nha. Không gian sạch sẽ thoáng mát ha. Rồi mời quý vị cùng ăn trưa với Kiên nhé. Hôm nay mình đi đúng cái ngày, không biết sao đông khách quá trời luôn. Đợi hoài mới ra có luôn. Mà không sao, đợi được ăn cái tô mì vịt tiềm ngon như này thì cũng đáng phải thử các bạn. Đây quý vị ơi, đầu tiên thì Kiên sẽ phải nói cái đùi góc tư đùi này rất là bự ha. Đó, góc tư đùi này, chà bá lửa luôn. Đó, nguyên cái đùi này nó hết chín hết cái tô luôn này. Cái này có rau cải ngọt này. Và mì đây quán tự làm các bạn. Cái này mì tươi, mì này ăn thì nó rất là giòn ha. Này mình ăn kèm thêm đu đủ muối. Đầu tiên mình chưa bỏ gì hết thì Kiên sẽ thử cái nước lèo đây các bạn ha. Lèo đây Kiên thấy là nó có một cái màu nâu, đúng là cái màu của nước lèo mình phải tìm là nó sẽ nâu nâu như này ha. Nhưng mà nó sẽ có một xíu cái lớp mỡ váng mỡ phía bên trên này. Đây Kiên sẽ chưa bỏ chanh nhé, mình sẽ thử nhé. Wow, đó, nước lèo rất là chất lượng, ngọt thanh. Nước lèo xuất sắc các bạn. Đây, mình sẽ thử cái phần mì này ha. Sợi mì thì thấy là nó rất là óng luôn này. Sợi mì này óng, nó dai.
dài nó giòn á, mình thử nhá. Thường cái ăn hay ăn mì Việt Tiệm hay ăn sợi mì tươi như thế này. Đầu tiên cảm nhận cái sợi mì là nó dai, nó giòn. Kèm mấy sợi rau cải nữa không? Quá ngon rồi. Hai người xuống đây em. Đây nguyên cái đùi. Rồi có đâu. Nguyên cái đùi to chả bá lửa. Quá hấp dẫn luôn ha. Đây các bạn thấy cái đùi này nó phải bằng cái gần bằng găng tay của mình luôn đó. Chấm với lại nước tương. Đây, mời quý vị nhá. Đầu tiên là thịt vịt rất là mềm, cái da nó mềm, bên trong thì thịt nó dai. Thịt dai mà nó ngọt. Chấm sả tế rất là thơm, sả tế thơm ạ. Phải nói là bá cháy. Thì nhớ là thích cái sả tế, cái tương ở đây nó thơm, thơm mà nó cay. Ăn cay, cái sả tế nó cay mà thơm không? Cắn cái đùi vịt thôi. Sả tế phải nói là ghiền đúng không ạ? Vịt nó dai ngọt lắm. Chà chà. Đã à? Rồi mời quý vị các bạn nhé. Béo. Vịt là siêu ngon. Làm nguyên cái đùi này cảm cái giá các bạn. Mình rất là thích cái sa tế ở đây. Hay. Con này bán hơn 70 năm. Từ thời Pháp này. Đây, mình ăn thử cái đu đủ giòn. Đu đủ muối giòn. Sợi mì giòn, ngon thế. Đây. Giờ cái ăn cái phần thịt trong này nhá. Phải nói là dai ngọt. Thịt nó rất là chắc thịt các bạn. Thank you.
Có khăn lạnh không anh? Cho em xin cái khăn đó. Cái sợi mì đấy nó sướng các bạn. Thêm sa tế ăn bằng cay nó mới đã. À, quý vị các bạn ơi, Kiên vừa mới thưởng thức xong một cái phần mì vịt tiềm ở đây nhá. Phải nói là rất là ngon nhá. Nguyên một cái đùi vịt là bự chà bá lửa luôn. Kiên ăn là no, rất là no luôn các bạn. Bây giờ là khách đang rất là đông nhá. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chúc quý vị xem video vui vẻ và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhá. Rồi, xin chào tất cả quý vị. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.